Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ngọc Lặc. Những nội dung chính sẽ phát trong chương trình này. Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tháng 10 năm 2018. Tọa đàm kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ tuyển quân 2019. Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, bạo lực gia đình, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018. Cũng trong chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin bài đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10 năm 2018 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng chí Võ Văn Puông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ngọc Lặc có đồng chí Quách Văn Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tại hội nghị, các báo cáo viên được lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương thông tin về kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, sau 5 năm, Ban Chỉ đạo được thành lập, nhất là từ Đại hội 12 của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới của toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa 12 về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong cả nước đẩy mạnh tuyên truyền kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa 12, tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của cả nước 9 tháng đầu năm 2018, những mục tiêu nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành trong những tháng cuối năm, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, cùng với đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng chủ động phòng chống bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng hiện nay. Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2018, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Về dự buổi lễ tọa đàm có đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Công Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể huyện, ông Ngô Chính Nghĩa, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành Hiệp hội, các thành viên của Hội Doanh nghiệp huyện Ngọc Lặc. Trong những năm qua, huyện luôn xác định rõ vai trò quan trọng của lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Vì vậy, trong những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi, có những cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, chỉ đạo tổ chức thành lập hiệp hội doanh nghiệp huyện, tạo cơ sở điều kiện để hiệp hội hoạt động, báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp 9 tháng đầu năm. Nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2018 đã khẳng định, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, toàn huyện có 271 doanh nghiệp, trong đó có 252 doanh nghiệp trong huyện và 19 doanh nghiệp ngoài huyện. 9 tháng đầu năm có 37 doanh nghiệp mới thành lập, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2018 là 554,4 tỷ đồng. Hầu hết doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh, đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của huyện, giải quyết việc làm cho người lao động, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác tiềm năng lợi thế của huyện nhà, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động nguồn vốn trong nhân dân và thu hút vốn khác đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần ổn định chính trị xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện quy mô hoạt động nhỏ, vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh còn ít, ngành nghề và sản xuất kinh doanh còn đơn điệu. Nhiều doanh nghiệp không thể vượt qua và lâm vào tình trạng giải thể, ngừng hoạt động hoặc đã thành lập doanh nghiệp nhưng chưa kê khai thuế để tổ chức hoạt động. Tại buổi tọa đàm, đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Bí thư Huyện ủy đã phát biểu chúc mừng đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Trong bài phát biểu của mình, đồng chí khẳng định trong thành tích chung phát triển kinh tế xã hội của huyện có vai trò đóng góp quan trọng của lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện.
Với những nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm đã đóng góp nguồn thu ngân sách của toàn huyện, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, tham gia tích cực vào hoạt động nhân đạo từ thiện, khuyến học khuyến tài xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, với vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế, các doanh nghiệp phát huy truyền thống tự lực tự cường, năng động sáng tạo, nhận thức rõ khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ vận hội, chủ động rà soát lại chiến lược kinh doanh, cơ cấu sản phẩm, đổi mới phương pháp quản lý, áp dụng phương pháp quản lý hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhân dịp này, huyện Ngọc Lặc đã khen thưởng các doanh nghiệp có phát sinh thuế lớn và hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế. Ngày 4 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019. Sự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; đồng chí Phạm Công Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Năm 2018, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy chính quyền các cấp huyện Ngọc Lặc quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân với nhiều hình thức phong phú, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các địa phương triển khai chặt chẽ từng khâu từng bước theo đúng trình tự và quy định trong công tác tuyển chọn, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật. Công tác hậu phương quân đội được quan tâm đúng mức, việc tiễn đưa và đón nhận quân nhân được tổ chức nghiêm trang cả về nội dung và hình thức, thực sự là ngày hội tòng quân của toàn huyện. Theo đó, năm 2018, huyện Ngọc Lặc đã bàn giao 146 công dân có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, sức khỏe tốt nhập ngũ vào các đơn vị quân đội. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển quân tại các địa phương và đề ra các giải pháp để làm tốt công tác tuyển quân trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Công Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân được giao. Các cơ quan, các xã cần thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Công tác khám tuyển tại huyện cần chặt chẽ, bố trí lực lượng khám tuyển đảm bảo năng lực chuyên môn, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm tuyển chọn được những nam công dân trong độ tuổi có đủ sức khỏe, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã thị trấn, nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tăng cường tuyên truyền kêu gọi động viên thanh niên trong độ tuổi hăng hái tham gia sơ tuyển, tổ chức đúng kế hoạch tiến độ, đảm bảo chỉ tiêu quân số chất lượng, quản lý tốt quân số sau khám tuyển và thực hiện tốt công tác nắm và quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự, tập trung quán triệt sâu sắc những chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, làm tốt công tác hậu phương, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên khi xuất ngũ trở về địa phương có công ăn việc làm để phát triển kinh tế tại địa phương. Sáng ngày 12 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người và phòng chống bạo lực gia đình, vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018. Sự hội nghị có các đồng chí Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn Thắng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện các phòng ban của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Về huyện Ngọc Lặc có đồng chí Phạm Văn Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn. Tại hội nghị đã có hơn 200 người về dự và được tập huấn các chuyên đề về nâng cao năng lực giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh, qua đó giúp các đại biểu nắm được những kết quả, những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, giúp người nghèo tiếp cận hiệu quả với các chương trình vay vốn, cải tiến khoa học kỹ thuật trong sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Từ đó góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện về công tác giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt theo tiêu chí đã đề ra. Đồng thời truyền thông đấu tranh chống tội phạm, xác minh, xác định, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, phòng chống tội phạm mua bán người. Về giao thông, thường xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, chủ yếu xảy ra với nam giới và ở độ tuổi dưới 25 có khả năng tử vong tai nạn giao thông cao gấp 3 lần các đối tượng khác.
với mục tiêu giảm thiểu hàng triệu mạng sống bằng cách cải thiện sự an toàn giao thông đường bộ và phương tiện, nâng cao ý thức tham gia giao thông, cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, chú trọng đối với trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh và dân cư khu vực nông thôn, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành luật an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường, kinh doanh buôn bán cản trở giao thông. Người đã tham gia giao thông thì không uống rượu bia, toàn dân xây dựng văn hóa giao thông. Thông qua chương trình tập huấn đã trang bị cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người làm công tác dân tộc nắm chắc định hướng, có phương pháp, biện pháp tuyên truyền đạt hiệu quả cao trên địa bàn khu dân cư, qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức trước hiểm họa tác hại của ma túy, sự nguy hiểm của đại dịch HIV/AIDS và cách thức phòng chống ma túy, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS, bảo vệ gia đình và cộng đồng một cách đầy đủ, hiệu quả nhất, góp phần cùng với các cấp chính quyền, đoàn thể các cấp trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn cộng đồng dân cư. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 10, xã Quang Trung đã tổ chức lễ công bố thôn Quang Lưu đạt chuẩn nông thôn mới. Dự và phát biểu chúc mừng có đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện các phòng ban chuyên môn Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo xã Quang Trung cùng đông đủ nhân dân và con em quê hương của thôn Quang Lưu cũng về tham dự đông đủ. Trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi lễ, các quý vị đại biểu được thưởng thức một chương trình văn nghệ của thôn Quang Lưu với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc của người dân nơi đây, ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại và tình yêu quê hương đất nước. Trong những năm gần đây, thôn Quang Lưu là một trong những số đơn vị tích cực chuyển đổi phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà ở dân cư. Từ một nghề sản xuất trồng trọt chăn nuôi, đến nay đã có thêm nhiều nghề dịch vụ khác như buôn bán nhỏ, dịch vụ cày bừa, dịch vụ ô tô vận tải, dịch vụ xây dựng và nhiều loại hình dịch vụ khác mà pháp luật cho phép. Do vậy, đời sống nhân dân ngày càng ổn định và phát triển đi lên. Năm 2005, thôn được công nhận làng văn hóa. Thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2011, cán bộ nhân dân trong thôn bắt tay xây dựng nông thôn mới với 7 tiêu chí đã được công nhận. Đến năm 2016, thôn được công nhận thêm 3 tiêu chí. Năm 2017, thôn được công nhận thêm 2 tiêu chí. Và đến năm 2018, thôn đã được 14 trên 14 tiêu chí. Tổng kinh phí thực hiện là 1,850 tỷ đồng. Đến nay, đời sống nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Năm 2011 có 32 trên 98 hộ nghèo, đến nay chỉ còn lại 3 trên 108 hộ nghèo. Thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống cây trồng mùa vụ, chuyển đổi diện tích lúa từ 2 vụ thành 3 vụ lên 21,7 ha. Hệ số sử dụng đất tăng từ 1,2 lần lên 1,4 lần. Nhiều loại cây trồng được phát triển như sắn dây, hành trăm, rau màu các loại, giá trị thu nhập đạt từ 80 đến 100 triệu đồng trên 1 ha trên năm. Chăn nuôi phát triển theo quy mô nông hộ, sử dụng tối đa nguồn lực lao động tại chỗ, giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 1,6 tỷ đồng. Các ngành nghề dịch vụ thương mại và dịch vụ chăn nuôi phát triển mạnh, góp phần giải quyết việc làm và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động trong nông nghiệp nông thôn. Kinh tế phát triển ổn định, sản lượng lương thực hàng năm đạt 231 tấn, thu nhập bình quân đầu người là 34 triệu 122 ngàn đồng trên người trên năm. Trong quá trình chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân đã hiến hàng trăm mét đất mặt đường, giải phóng hàng trăm cây lưu niên các loại để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa. Dự và phát biểu chúc mừng cũng như trao quà của huyện, đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của cán bộ và nhân dân thôn Quang Lưu trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí khẳng định, để được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đây chính là kết quả của sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ nhân dân trong thôn trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông nghiệp nông thôn của xã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Với những kết quả đã đạt được, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, thôn Quang Lưu tiếp tục duy trì, giữ vững những kết quả đã đạt được, đồng thời xây dựng thôn kiểu mẫu. Sáng ngày 11 tháng 10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 2 năm 2018. Dự tại lễ khai giảng có đồng chí Quách Văn Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Tham dự tại lễ khai giảng có đại diện các ban xây dựng Đảng của huyện ủy, giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và 59 học viên về tham gia đầy đủ. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được tìm hiểu 5 chuyên đề: khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và viết bài thu hoạch. Phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là khao khát của thế hệ trẻ hôm nay. Hy vọng rằng 59 quần chúng ưu tú sẽ hoàn thành xuất sắc khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị để sớm được đứng trong hàng ngũ của đảng, trở thành những con người có ích cho xã hội, có bản lĩnh theo đuổi mục tiêu lý tưởng và giữ vững ngọn cờ truyền thống vẻ vang của đảng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào tạm biệt.